Và hiệp thi đấu thứ nhất đã bắt đầu. Có quá nhiều câu chuyện xoay quanh trận đấu chung kết hạng 60kg nam, khi mà nhiều người đã băn khoăn khi Võ Thành Trung Tín đã phải bỏ cuộc. Và ai sẽ là đối thủ của Nguyễn Trần Duy Nhất trong trận đấu chung kết này? Cuối cùng thì Nguyễn Tiến Long là người được chọn. Cố gắng thách đào đến từ Nguyễn Tiến Long, tuy nhiên anh đã bị rơi vào tình huống mà Duy Nhất đang có được một lợi thế ở phía trên. Để tham gia trận đấu này thì Nguyễn Tiến Long đã phải ép cân từ hạng cân 65kg xuống hạng cân 60kg. Và bây giờ thì anh đang gặp rất nhiều những khó khăn trước độc cô cầu bại của Lòng Mây Việt Nam. Và bây giờ có lẽ là cả MMA Việt Nam nữa. Những vị huấn luyện viên của câu lạc bộ Quyền Vương, nổi bật nhất là Jovidon, đang có những lời căn dặn cho người học trò của mình. Duy Nhất vẫn đang có lợi thế lên mao. Chưa có nhiều những tình huống cố gắng để thoát ra đến từ Tiến Long. Rất khó, đã rơi vào tình huống này trước một Nguyễn Trần Duy Nhất thì rất khó để Tiến Long có thể thoát ra. Những đòn trỏ ngang sẽ gây ra những tổn thương, gây ra những chấn thương cho võ sĩ đối phương. Còn rất nhiều thời gian, còn hơn 3 phút thi đấu nữa. Và rõ ràng là Duy Nhất đang có lợi thế không nhỏ. Tiến Long cần phải thoát ra trong tình huống này. Thành công. Và đó là một tình huống mà Tiến Long đã rất nỗ lực để có thể thoát ra. Bây giờ thì anh lại đang là người có lợi thế. Độc cô cầu bại trong tình huống vừa rồi đã không thực sự. Bây giờ thì Tiến Long lại rơi vào một tình huống mà anh đang đặt mình vào một tình huống bất lợi. Tình huống khóa cổ đến từ Duy Nhất. Tiến Long tiếp tục thoát ra. Rõ ràng là trong những đòn đánh grappling thì Duy Nhất không phải là người có ưu thế. Và trong những tình huống mà anh đang có lợi thế thì đã không có được một cơ hội để võ sĩ ở góc đài màu đỏ tận dụng thành công. Tiến Long được trao cơ hội để tham dự trận đấu chung kết này với một tượng đài võ của Việt Nam. Và rõ ràng là anh coi đó là một cơ hội. Và sự tự tin của Tiến Long trước trận đấu này trong buổi weigh-in đã cho thấy, trong buổi cân ký buổi sáng ngày 25 tháng 11 đã cho thấy điều đó. Và rõ ràng là hạ từ 65kg xuống còn 60kg trong vòng 15 ngày. Đó là một chặng đường kiên trì đến từ võ sĩ ở góc đài màu xanh. Trở lại với trận đấu thì Duy Nhất vẫn đang cố gắng để tạo ra được một thế khóa xiết. Khóa được một tay của Tiến Long. Nhưng đây là một tình huống mà rõ ràng là Duy Nhất đang cố hạn chế đi những đòn tấn công bằng tay đến từ Tiến Long khi anh đang có lợi thế ở phía trên. Chưa có được một tình huống rõ ràng, cả hai võ sĩ của chúng ta vẫn đang ôm xiết. Duy Nhất đã lật ngược được thế cờ. Rất nhiều những đòn đấm bằng tay đến từ Duy Nhất. Khi mà võ sĩ này đã lên mao thì rõ ràng đấy là một lợi thế không nhỏ cho độc cô cầu bại. Và Tiến Long tiếp tục bị rơi vào một tình huống nguy hiểm. Mười giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.
Tiến Long cũng đã phòng thủ rất tốt trong tình huống vừa rồi. Anh ôm ghi lấy Duy Nhất và để hạn chế đi những đòn đánh khi mà Duy Nhất đã lên màu. Và cả hai bóng sĩ của chúng ta đã kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Vào sự chú ý về Tiến Long, đối thủ của Duy Nhất trong trận đấu này, liệu anh có thể gây ra những bất ngờ như võ sĩ Lê Văn Tuấn đã từng làm? Đó là một trận đấu mà nhiều người vẫn còn nhắc đến. Cả hai võ sĩ của chúng ta đang cố gắng để có thể tạo ra được một tình huống thách đào. Duy Nhất vẫn đang rất kinh nghiệm khi đưa tay vào vùng đùi của Tiến Long, và điều đó khiến cho đối thủ ở góc đài màu xanh không thể tung ra được những cú lên gối. Rõ ràng là Tiến Long thì chờ đợi cơ hội để thách đào, và vừa rồi thì anh suýt chút nữa thì đã làm được. Tiếp tục là một tình huống thách đào nữa đến từ Tiến Long. Trước một đối thủ rất mạnh ở hạng cân 60kg nam thì rõ ràng là Tiến Long thừa hiểu rằng mình cần phải làm gì để có thể tạo ra được ưu thế nhất định trước khi tính đến việc có thể giành chiến thắng trước độc cô cầu bại. Và trong trận đấu bán kết ở hạng cân 65kg nam thì Tiến Long đã để thua trước Trịnh Xuân Anh, người đã tham dự trận đấu chung kết trước đó với Nghiêm Văn Ý. Và mọi tiêu chí được ban tổ chức lựa chọn và thì Nguyễn Tiến Long đáp ứng. Và sau những thỏa thuận giữa ba bên, giữa ban tổ chức, Duy Nhất và Tiến Long thì quyết định đã được đưa ra. Tiến Long sẽ là đối thủ của Duy Nhất trong trận đấu chung kết tranh đài này. Đó là một sự hợp lý. Kéo tay thành công và tạo ra được một tình huống lợi thế. Tuy nhiên Duy Nhất bằng bản lĩnh của mình vẫn đang chưa cho Tiến Long có thể tạo ra được một ưu thế trước mình. Quãng đường còn rất dài. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai vẫn còn hơn 2 phút nữa. Cú lên gối chính xác của Duy Nhất, và đó là những miếng đánh mà Duy Nhất thường xuyên sử dụng. Tiến Long vẫn đang cố gắng đẩy Duy Nhất về phía lồng bát giác để chờ đợi cơ hội có thể thách đào. Trong khi đó thì đây là một tình huống mà thách đào thành công. Duy Nhất đang cố gắng lên gối thì đó là một tình huống Tiến Long đã tận dụng cơ hội quét trụ. Cố gắng thoát ra trong tình huống mà Duy Nhất đang tạo ra được một tình huống triangle. Rõ ràng đây là một thế khóa mà Duy Nhất ưa thích. Tiến Long vẫn đang gặp bất lợi, cần phải thoát ra trong tình huống này trước khi phần siết của Duy Nhất sẽ dồn lực nhiều hơn. Rất may cho Tiến Long đã thoát ra trong tình huống vừa rồi. Một thế khóa tam giác đã được Duy Nhất tạo ra. Một đòn thế rất đẹp mắt đến từ Tiến Long. Rất phiêu trong một trận đấu đầy căng thẳng trước một võ sĩ rất mạnh. Tiến Long vẫn đã tạo ra một đòn thế rất đẹp mắt. Một đòn thế được thực hiện khi mà anh đang không thực sự có được lợi thế. Đó là một điều mà bây giờ thì Duy Nhất đang có được lợi thế. Sau một chút phiêu và một chút sai lầm đến từ Tiến Long thì Duy Nhất bây giờ đang có được lợi thế ở phía trên.
10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp thứ hai đã kết thúc. Tiếp tục là sự giằng co đến từ cả hai võ sĩ, và rõ ràng là với lợi thế của mình, kinh nghiệm của mình, Duy Nhất vẫn là người chiếm ưu thế. Và với Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam thì sau sự kiện năm 2021 với tên gọi là Cúp Võ thuật Tổng hợp Việt Nam thì đây là sự kiện tiếp theo và đã đánh dấu một sự phát triển mạnh mẽ của Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng đến với hiệp thi đấu thứ 3, 5 phút tiếp theo giữa hai võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và Tiến Long. Cố gắng tạo ra một pha cắt keo rất lạ mắt. Tiến Long có những miếng đánh hết sức lạ mắt. Một pha high kick đến từ Duy Nhất. Rõ ràng những cú high kick là miếng đánh sở trường của Duy Nhất trong bộ môn Muay Thái. Hết kick, cú hết kick rất nặng đến từ Duy Nhất. Bây giờ là thời điểm mà Duy Nhất đã tung ra những miếng đánh sở trường. Đây là hiệp thi đấu thứ 3 rồi và anh cần phải tạo ra được ưu thế bằng những miếng đánh được coi là thương hiệu của Độc Cô Cầu Bại. Combo đòn bằng tay đến từ Tiến Long, sau đó là một cú takedown thành công. Duy Nhất đang cố gắng khóa cổ, khóa phần đầu của Tiến Long để tạo ra sức ép. Rõ ràng là lực là chưa đủ. Một tình huống guillotine choke chưa rõ ràng đến từ Nguyễn Trần Duy Nhất. Tiến Long cần phải thoát ra nhanh chóng trong tình huống này. Một tình huống guillotine choke. Tuy nhiên đây có lẽ là tư thế mà Duy Nhất đang cố gắng để hạn chế đi sức tấn công của Tiến Long. Những đòn thế mà Tiến Long có thể tung ra với lợi thế ở phía trên. Khóa chân vào vùng eo. Rõ ràng là lực siết trong thế guillotine choke này của Duy Nhất là chưa đủ. Vị huấn luyện viên của Tiến Long đang yêu cầu anh đưa ra những cú đấm vào mạng sườn của Duy Nhất. Chưa có được một tình huống rõ rệt nào. Cả hai võ sĩ của chúng ta vẫn đang cố gắng ôm ghi để chờ đợi cơ hội. Một phút lơi là có thể rơi vào một tình huống khóa siết nguy hiểm. Duy Nhất là người hiểu rõ nhất điều đó trong trận đấu với Lê Văn Tuần. Ở vòng đấu tứ kết, Nguyễn Trần Duy Nhất đã có chút chủ quan và suýt chút nữa anh đã rơi vào một tình huống submission. Nhưng bằng nghị lực của mình thì Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn đã có được chiến thắng và bước tiếp vào vòng đấu bán kết. Đó vẫn là trận đấu mà nhiều người vẫn nhắc đến. Trận đấu đầy cảm xúc. Đó cũng là tiền đề để Tiến Long có thể chờ đợi vào cơ hội của mình. Không ai là không có những điểm yếu, không ai là không có những sơ hở. Và Tiến Long cần phải tạo ra, cần phải tập trung để có thể tạo ra được cơ hội trước khi nghĩ đến việc hạ Độc Cô Cầu Bại. Cố gắng tạo ra những cú đá vào phần chân của Duy Nhất khi võ sĩ ở góc đài màu đỏ đang nằm sàn. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất không còn nhiều. Không phải, đây là hiệp thi đấu thứ 3. Xin lỗi quý vị các bạn, đây là hiệp thi đấu thứ 3 và thời gian chỉ còn chưa đầy 40 giây nữa là sẽ kết thúc.
không thể tạo ra được lợi thế trong một tình huống như thế này. Và Nguyễn Tiến Long cố gắng tạo ra một cú đấm vòng không chính xác của Tiến Long. Cố gắng thách đào đến từ Tiến Long. Chưa thể lên màu. Duy Nhất quá kinh nghiệm trong tình huống này. Rất nhanh chóng, sau đó thì Duy Nhất đã chiếm lại được lợi thế của mình. Những tình huống ôm ghì khóa siết như thế này sẽ tạo ra, sẽ khiến cho các võ sĩ của chúng ta mất đi thể lực rất nhiều. Tiến Long rất bản lĩnh. Sự kiên trì của võ sĩ đến từ câu lạc bộ Quyền Vương chính là động lực, chính là động lực cho những võ sĩ sau này. Tất cả những võ sĩ của chúng ta đều có thể chiến đấu với những võ sĩ giỏi hơn, những võ sĩ được coi là huyền thoại và không có một chút e dè. Tiến Long vẫn đang thể hiện được bản lĩnh của mình trước Độc Cô Cầu Bại. Một pha thách đào quá đẹp mắt đến từ Tiến Long. Võ sĩ luôn có được những miếng đánh hết sức đẹp mắt và rất lạ mắt. Có lẽ đến chính Duy Nhất cũng không nghĩ rằng võ sĩ của mình trong trận đấu chung kết này lại thể hiện được sự quyết tâm đến vậy. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, trong buổi cân ký thì võ sĩ Tiến Long tỏ ra rất mệt khi anh phải ép ký xuống còn 60kg. Và số cân của anh còn xuống sâu so với mức quy định của ban tổ chức. Chưa thể tạo ra được một tình huống khóa tam giác triangle cụ thể khi mà Tiến Long vẫn đang cố gắng để phòng thủ. Rõ ràng là trong những tình huống khóa siết thì Duy Nhất cũng không phải là thế mạnh của mình. Nếu như nhiều người nói rằng trụ vững đến hiệp thi đấu thứ tư này đã là một thành công đối với Tiến Long thì xin nhắc lại, Tiến Long là một võ sĩ đầy bản lĩnh và anh đồng ý hạng cân để có thể thi đấu với Độc Cô Cầu Bại, đó đã là thành công và chắc chắn Tiến Long đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu chung kết này. Suýt chút nữa thì Tiến Long rơi vào tình huống khóa tay đến từ Duy Nhất. Vẫn là sự cố gắng để tạo ra một tình huống khóa tam giác của Duy Nhất. Rất khó trong tình huống này khi mà Tiến Long đang có được một lợi thế. Có một tình huống khóa tay đến từ Duy Nhất. Liệu Tiến Long có thể thoát ra? Rất nhanh chóng, rất đẹp mắt. Quá đẹp mắt. Không ai có thể nghĩ rằng Tiến Long lại có thể thực hiện một tình huống như vừa rồi để thoát ra trong tình huống khóa tay của Duy Nhất. Sự hưng phấn đang được tạo ra, sự hưng phấn đang được tạo ra bởi Tiến Long. Rất nhiều những tình huống đẹp mắt, những đòn thế đẹp mắt được Tiến Long tạo ra. Một sự lo lắng đến từ Kim Oanh, người vợ, người huấn luyện viên của Nguyễn Trần Duy Nhất, trước đối thủ gan lì và bản lĩnh như là Tiến Long. Thời gian đã kết thúc. 4 hiệp đấu trôi qua.
chúng ta được chứng kiến những đòn thế rất đẹp mắt đến từ cả hai võ sĩ, và Duy Nhất có lẽ là cũng không thể nghĩ rằng Tiến Long có thể tạo ra được một ưu thế nhất định trước mình ở trong trận đấu chung kết này. Ngoài việc phát sóng trên truyền hình thì VTV Cup vẫn truyền tải đến những người hâm mộ làng võ Việt Nam thông qua mạng xã hội và hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, những trận đấu được tường thuật trên hệ sinh thái thể thao và những mạng xã hội của VTV Cup. Và hiện tại trên mạng xã hội của chúng ta vẫn đang có tới 13.000 người theo dõi trận đấu này, mặc dù bây giờ đã là 12 giờ đêm. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và vừa rồi là một đòn thế mà Tiến Long đã phạm quy. Và đó là một đòn thế mà kỳ võ sĩ sử dụng những ngón tay hướng về đối phương và chọc mắt đối phương là phạm quy. Và cũng trong tình huống vừa rồi thì các bác sĩ đã phải chăm sóc cho sự chấn thương trên vùng mặt của Tiến Long. Vẫn là sự quyết tâm đến từ Tiến Long, nhưng vừa rồi là một cú đấm móc chính xác của Duy Nhất. Sau một tình huống đấm vòng, đó là một cú uppercut, một cú đấm móc đến từ Duy Nhất. Miếng đánh sở trường của Độc Cô Cầu Bại. Cú body kick cũng rất nặng. Tiến Long vẫn đang đứng vững và áp sát. Thêm một cú body kick chính xác nữa đến từ Duy Nhất. Liệu có một tình huống thách đạo nữa? Tiếp tục là một tình huống thách đạo đẹp mắt nữa đến từ Tiến Long. Võ sĩ này có những tình huống thách đạo hết sức đẹp mắt. Đây đã là hiệp thi đấu cuối cùng. 3 phút thi đấu cuối cùng cho cả hai võ sĩ. Và rõ ràng là nếu xét về tính cân bằng thì không biết ai sẽ là người giành chiến thắng nếu như có phần tính điểm. Và phòng thủ rất tốt đến từ Tiến Long để hạn chế đi những cú lên gối của Duy Nhất. Mặc dù đã rất mệt, cố gắng thách đao và chờ đợi khi Duy Nhất tung ra một cú lên gối thì đó là thời cơ để Tiến Long tạo ra được một cú thách đao. Chỉ có những tình huống khóa xiết, những tình huống grappling mới có thể giúp cho Tiến Long có thể giành được chiến thắng trước Độc Cô Cầu Bại trong lòng mây Việt Nam và cả MMA Việt Nam. Tiến Long vẫn đang rất cố gắng tạo ra rất nhiều những tình huống thách đao. Vẻ mặt lo lắng đến từ người vợ, người huấn luyện viên của Nguyễn Trần Duy Nhất. Cô không muốn chứng kiến lại những hình ảnh mà người chồng của mình đã rơi vào trong một tình huống nguy nan trước Lê Văn Tuần ở vòng đấu tứ kết. Thời gian của hiệp thi đấu thứ 5 vẫn còn rất nhiều, vẫn còn hơn 1 phút thi đấu nữa. Và những lời căn dặn của vị huấn luyện viên của Tiến Long đó là sử dụng những đòn đấm vào vùng mạng sườn của Duy Nhất để tạo ra được sự bất cẩn. Tiếp tục tạo ra được một thế khóa tam giác. Hands up, hands up, hands up, hands up.
tiếp tục là một tình huống khóa tam giác được duy nhất tạo ra. Vấn đề là thể lực. Thể lực liệu còn đủ để duy nhất tạo ra được một submission hay không? Tiến Long vẫn đang bền bỉ để có thể thoát ra trong tình huống này. Có vẻ như phần siết của duy nhất vẫn chưa đủ lực. Những vị huấn luyện viên của Tiến Long đang dành nhiều lời chỉ bảo cho vị học trò của mình. Đây là một tình huống mà nếu như Tiến Long không thoát ra sớm thì có thể rơi vào một tình huống submission. Mười giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 5. Liệu thời gian còn đủ hay không để duy nhất có thể tạo ra được một submission? Chưa đủ lực. Một thế khóa mà duy nhất tạo ra là chưa đủ lực để anh có thể có được chiến thắng trước Nguyễn Tiến Long. Và các bạn có thể thấy đó là một hình ảnh rất đẹp khi mà Tiến Long đã đứng vững sau 5 hiệp đấu. 5 hiệp đấu kéo dài 5 phút trước độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất trên lồng bát giác. Đó đã là một chiến thắng về mặt tinh thần đối với võ sĩ này. Trong khi đó thì Duy Nhất cũng vui mừng khi anh cũng đã tạo ra được thế trận có lợi cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần chấm điểm của ba vị trọng tài. Giám khảo 1, 48, 47, đỏ thắng. Giám khảo 2, 46, 49, xanh thắng. Và cuối cùng, giám khảo 3, 49, 46, đỏ thắng. Trung cuộc đỏ thắng. Xin chúc mừng Nguyễn Trần Duy Nhất. Và chắc chắn Nguyễn Tiến Long. Nguyễn Tiến Long là cái tên mà chúng ta sẽ nhắc đến nhiều sau đêm nay. Anh đã thi đấu hoàn toàn song phẳng và công bằng với độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho Nguyễn Tiến Long. Nguyễn Tiến Long sẽ nhận phần thưởng tiền mặt trị giá 40 triệu đồng. Xin mời. Một trận chung kết vô cùng vất vả với Nguyễn Trần Duy Nhất. Nhưng sau tất cả, võ sĩ của chúng ta đã hoàn toàn xứng đáng để đeo đai vô địch. Một tràng pháo tay để cùng một lần nữa vinh danh và chúc mừng Nguyễn Trần Duy Nhất. Thưa quý vị, một trận chung kết quá hấp dẫn. Một lần nữa chúng tôi mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên màn hình để chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ấn tượng nhất, đẹp nhất.